10 giờ chưa? Trời, xem. Em không biết chị đang nói là mình sẽ biết. Nói là không hiểu.
trừ là máu rồi nhưng mà có đi trắng rồi là hoàn cắt cái đoạn này sẽ rồi. Lúc rồi là quá trời phá đi. Tùy theo cục em nằm ở đó là xấu, nằm dưới mắt là xấu. Thank you.
Không, em thấy tốt à? Bây giờ là đầy đủ rồi đúng không? Còn về lại xong là 3 ngày là đi tiếp à? Thứ ba đi là thứ bảy à? Là ngày 23 à, cũng nhanh xong về lại, không có Hà, không có Hệ ai quay đây, anh cũng có con gì đó nữa kìa. Thank you.
quay nữa. Có mấy cái rồi? 8 9 chưa có luôn à. Cái em lấy mấy cái video mà chị không ghi số làm nữa. Mấy cái video vừa rồi chị tải lên cả đống kìa. Bỏ kênh nó đi. Không sao đâu.
10 phút rồi.